truyền hình Việt Nam tối ngày 17 tháng 7 đã đề cập một vấn đề văn hóa đang gây bức xúc dư luận. Đó là tình trạng ca khúc nhảm nhí, hát nhép, đạo nhạc và ăn mặc hở hang phản cảm đang xuất hiện nhan nhản trên các trang web âm nhạc trên cả băng. Massa has been given a penalty. Đây là 84 Central.